Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận không chỉ được biết đến bởi những thắng cảnh nổi tiếng với nền văn hóa Champa rực rỡ sắc màu, mà còn được biết đến là địa phương có diện tích trồng nho nhiều nhất cả nước. Từ những năm 80 trở lại đây, cây nho đã trở thành cây trồng hàng hóa và là cây đặc sản của tỉnh Ninh Thuận. Nho tươi và các sản phẩm chế biến từ nho là sản phẩm OCOP được đánh giá từ 3 đến 4 sao và đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn trên cả nước. Nho Ninh Thuận đã được xây dựng và bảo hộ chỉ dẫn địa lý từ năm 2011 và triển khai áp dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Diện tích trồng nho của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2022 là hơn 1.200 ha, sản lượng ước đạt 30.000 tấn trên một vụ. Giá trị kinh tế của cây nho chưa kể chế biến và các dịch vụ khác đi kèm chiếm khoảng 14% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Cây nho không những góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn là cây làm giàu cho người dân địa phương. Ánh Xuân kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại Ánh Xuân đang có mặt tại trang trại Nho Ba Mọi ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đây là một địa điểm tham quan vô cùng nổi tiếng và thu hút rất đông du khách mỗi khi đến với Ninh Thuận. Và khi đến với trang trại Nho Ba Mọi, du khách sẽ lạc vào những khu vườn nho lung linh trong nắng với những chùm nho chín mọng. Với gần 2 hecta trồng nho sạch theo hướng Việt Gáp, trung bình mỗi năm, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Ba Mọi cung cấp ra thị trường 30 tấn nho tươi và nhiều sản phẩm chế biến từ nho đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 4 sao. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn ông Nguyễn Văn Mọi, chủ của trang trại Nho Ba Mọi, và được người dân địa phương cũng như là du khách đến đây gọi với một cái tên thân thương là Bác Ba, người đã gắn bó lâu năm với cây nho và luôn là người tìm tòi tiên phong trong việc sản xuất các giống nho mới và ứng dụng công nghệ cao vào trồng nho. Vâng ạ, xin chào Bác Ba. Bác có thể giới thiệu về quy mô cũng như là diện tích của trang trại mình ạ? Trang trại Nho Ba Mọi thì hiện nay có 2 hecta. Và ngoài 2 hecta của chúng tôi thì chúng tôi cũng ký kết hợp đồng với một số nông dân canh tác theo hướng Việt Gáp, cũng khoảng được 15 hecta. Và cái sản phẩm của chúng tôi thì hiện nay đang cung cấp cho 2 thị trường chính, đó là thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì trong hệ thống của Cốc Mắc, và thị trường Hà Nội thì ở trong cái hệ thống của Bác Tôn. Để có những sản phẩm nho tươi chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì bác có thể chia sẻ kinh nghiệm cũng như là quy trình trồng nho của mình ạ? Bây giờ thì trong Việt Gáp thì người ta đưa ra là chúng ta cần phải ghi. Tại sao chúng ta phải ghi? Ghi để rồi sau này là chúng ta mỗi vụ vậy chúng ta sẽ có những sự tổng kết, những điều tổng kết chẳng hạn như là bơm thuốc bao nhiêu lần, rồi cái thời gian cách ly thuốc, thứ nhất là thời gian cách ly thuốc, thứ hai là chúng ta thu hoạch được bao nhiêu. Có như vậy á thì cái sản phẩm của chúng ta mới nắm được cái thu hoạch cũng như là nắm được cái sự tăng trưởng. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác Ba. Hiện nay, Ninh Thuận có 4 giống nho ăn tươi phổ biến, giống nho xanh NH0148, nho đỏ truyền thống Red Cardinal cho NH01152, nho kẹo thơm NH0126. Ngoài ra còn có một số giống nho khác như giống nho đen Black Queen, nho rượu Syrah. Để giúp người nông dân làm giàu từ cây nho, ngành nông nghiệp Ninh Thuận tiếp tục nghiên cứu lai tạo cho ra đời những giống nho mới, đồng thời mở rộng diện tích các loại nho có giá trị kinh tế cao, chất lượng, vượt trội như nho ba màu NH01152, nho kẹo NH0126 và các loại nho không hạt. Chúng tôi đã xác định được 2 cái giống nho mà có cái chất lượng cao, không có hạt. Thì chúng tôi cũng đã trên cái đề tài này là bước đầu nghiên cứu về sản xuất thử nghiệm 2 cái giống nho không hạt, và cho tới bây giờ thì cái 2 cái giống này làm ở trên quy mô lớn trong cái điều kiện nhà màng có máy che mưa và có lưới chén côn trùng, cho nên là chúng tôi đánh giá ở cái vụ thứ 2 và cho tới bây giờ thì kết quả rất là khả quan. Thì hiện nay là 2 cái giống đã ra trái, cái khả năng sinh trưởng phát triển của nho cũng rất là tốt và cái chất lượng nho nó cũng tốt, đảm bảo, và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các kỹ thuật canh tác phù hợp với cái điều kiện canh tác ở tại Ninh Thuận.
Cùng với phát triển các giống nho ăn tươi để tăng giá trị kinh tế cho quả nho, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục mở rộng các vùng trồng nho theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hỗ trợ tạo điều kiện cho người trồng nho liên kết với các doanh nghiệp tham gia đầu tư, sản xuất nho theo chuỗi giá trị, chuyển giao công nghệ hiện đại vào sản xuất, bảo quản, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ quả nho gắn với phát triển du lịch sinh thái vườn nho.